Xin chào các bạn, mình là Duyên. Hiện tại thì mình đã có 8 năm kinh nghiệm trong việc phân phối mỹ phẩm và thực phẩm chức năng Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam. Các bạn nhìn này, trước mặt mình là Omega 3 gia đình của Hàn Quốc. Mẫu này gần đây thì gây ra rất nhiều tranh cãi đối với người bán cũng như là người mua bởi vì những cái cải tiến và thay đổi nhỏ trên thân vỏ và bao bì dẫn đến sự không đồng nhất. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giải thích với các bạn tại sao lại có cái sự cải tiến như vậy và sẽ giúp các bạn liên hệ trực tiếp với công ty mẹ ở bên Hàn Quốc để giúp các bạn hiểu hơn về sản phẩm để các bạn yên tâm hơn khi phân phối cũng như là yên tâm hơn khi sử dụng. Các bạn biết rằng omega 3 có tác dụng rất lớn đối với sức khỏe chúng ta, đặc biệt là đối với bộ não, đúng không ạ? Đặc biệt là những bạn mà hay quên này, những bạn mà làm việc hay bị stress thì các bạn uống cái sản phẩm omega 3 này cực kỳ là tốt trong việc cải thiện não bộ của chúng ta. Tác dụng thứ hai đó là cải thiện thị lực, bởi vì là omega 3 là cái thành phần cấu tạo lên màng võng mạc. Và tác dụng thứ ba đó là đối với nam và nữ, khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm này thì sẽ giúp trẻ hóa, ngăn ngừa lão hóa rất là tốt. Khi mà chúng ta uống thì da dẻ sẽ mềm hơn, tóc sẽ mượt hơn, nhanh dài hơn và đỡ gãy rụng hơn, móng cũng sẽ mướt hơn. Và tác dụng thứ tư đó là điều hòa cholesterol trong máu, từ đó thì sẽ phòng và giảm những cái bệnh về tim mạch, đấy, huyết áp, tim mạch. Đây là một cái sản phẩm cực kỳ là tốt cho sức khỏe, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nào nhé. Đây là một sản phẩm được công ty Hàn Quốc nhập khẩu từ Canada. Nếu các bạn muốn liên hệ với công ty nhập khẩu ở bên Hàn Quốc thì các bạn tải cho mình phần mềm GS1 về máy. Đây là phần mềm quét mã vạch chuẩn quốc tế và để truy xuất về nguồn gốc sản phẩm. Khi mà các bạn tải về máy rồi thì các bạn sẽ quét cho mình cái mã vạch trên thân vỏ bao bì. Đó, nó sẽ hiện ra thông tin của công ty nhập khẩu sản phẩm kèm theo số điện thoại và số phách. Các bạn chỉ cần nhấc điện thoại lên và gọi điện. Các bạn có thể nói tiếng Anh hoặc tiếng Hàn. Mình đã nhờ chồng mình nói tiếng Hàn với hãng để giải thích tất cả những cái đặc điểm về cải thiện mẫu mã bao bì. Thì bây giờ mình sẽ đưa ra một vài những cái điểm khác, một vài những cái điểm cải tiến trên mẫu mã này để các bạn có thể soi cái sản phẩm mình đang sử dụng và mình đang phân phối nhé. Điểm khác biệt đầu tiên mà các bạn có thể nhìn thấy ngay đó là có hộp thì sử dụng viên cấp ẩm màu đỏ, có hộp thì sử dụng viên cấp ẩm màu xanh. Cái viên cấp ẩm này thì đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc chứng nhận KFDA và cho phép nó sử dụng ở trong sản phẩm này. Và tùy theo lô thì sẽ có lô sử dụng cái hút ẩm màu đỏ hoặc là có lô sử dụng hút ẩm màu xanh như chúng ta thấy đó ạ. Điểm khác biệt thứ hai các bạn nhìn thấy không ạ? Một hộp thì ở đây có cái nhận diện logo hình tròn, còn ở đây thì không có. Đây là một sự cải tiến của hãng. Các bạn có thể gọi điện trực tiếp lên hãng nhé. Chồng mình cũng đã gọi điện bằng tiếng Hàn thì hãng có giải thích là những lô sau từ tháng cuối tháng 4 đầu tháng 5 thì sẽ có cái logo này ạ. Cái logo này là cái logo để nhận diện cái truy vết nguồn gốc sản phẩm đó. Còn những cái sản phẩm trước tháng 4 thì là sẽ không có, hoặc là sản phẩm đang giữa tháng 4 thì cũng sẽ không có. Đấy, thì nó sẽ giao giữa tháng 4 và tháng 5, mọi người chú ý cho mình nhé. Đây là cái sự cải tiến về hãng và mọi người hoàn toàn có thể gọi điện trực tiếp lên hãng để check cái thông tin này. Sự khác biệt thứ ba các bạn có thể nhìn thấy là ở dưới đáy của chai chứa sản phẩm thì có chai thì có 4 thông số, 4 cái tiêu chuẩn để sản xuất ra cái chai này. Có chai thì chỉ có 2 tiêu chuẩn, 2 thông số ở dưới đáy này thôi ạ. Thì tại sao lại có sự khác biệt như thế? Khi mà chồng mình gọi điện lên hãng thì hãng có giải thích là cái chai này thì hãng đã thuê một đơn vị thứ ba để sản xuất cho nó chuyên nghiệp và nó đáp ứng được cái nhu cầu đó. Và hãng chỉ đưa ra 2 cái tiêu chí. Thứ nhất là tiêu chí về nhựa, đó là nhựa PET. Cái thành phần này thì nó được sử dụng rất nhiều để chứa những cái sản phẩm, ví dụ như nước ép trái cây này, dầu ăn này, nó rất là tốt và có thể tái chế được. Nên là cái tiêu chí đầu tiên là tiêu chí PET, thì tất cả các chai thì đều là cái tiêu chí nhựa PET này nhé. Và cái đặc điểm thứ hai đó là dung tích 750cc ạ. Đấy, thì hai tiêu chí này bao giờ cũng có ở đáy của các lọ omega 3. Tuy nhiên thì còn những cái tiêu chí khác thì cái này tùy thuộc vào cái điều kiện sản xuất cũng như là tiêu chuẩn của bên đơn vị thứ ba, họ có thể cho thêm vào. Sự khác biệt thứ tư trên mẫu mã bao bì các bạn để ý nhé. Có sản phẩm da thì in nó sẽ màu mực đậm hơn, có sản phẩm thì nó sẽ nhạt hơn, thậm chí là cái chất liệu giấy có hộp thì nó sẽ nhám hơn, sờ nó gợn tay hơn, còn có hộp là sẽ trơn hơn và có thể sẽ bị chảy xước một xíu đây. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta cà vào thì nó không hề bị xước một chút nào nhé. Đấy, nó rất là chắc chắn. Cái sự thay đổi này thì theo như hãng giải thích là họ có đặt sản xuất ở bên thứ ba và cái máy in nó không đồng nhất này. Đó, máy in không đồng nhất, mực in không đồng nhất. Mặc dù cùng thiết kế thế nhưng mà nó sẽ cho ra cái sản phẩm, đó là cái chất lượng liệu in nó khác nhau. Giống như chúng ta mang
một cái bản thiết kế ra cửa hàng A in, sau đó mang sang cửa hàng B, đúng không? Chúng ta so sánh, chúng ta đã thấy sự khác biệt về màu in rồi. Thì hãng hiện tại đang giải thích và cung cấp thông tin cho bên mình là như vậy. Các bạn có thể gửi thêm hình ảnh này hoặc là quay video, nhớ là kèm theo cái date này gửi về cho hãng để hãng sẽ phân biệt cho các bạn rõ hơn. Sau mỗi cái lần thay đổi và mỗi một lần sản xuất một lô mới thì hãng đều lưu lại những cái thông số về chai lọ này và những cái thay đổi về chai lọ để có thể cung cấp thông tin cho khách hàng và nhận diện cái hàng do hãng sản xuất ra. Trường hợp cuối cùng mà các bạn không tin cả người bán, không tin người mua, không tin vào sản phẩm mình đang sử dụng, không tin cả hãng, thì các bạn có thể mang cái sản phẩm này đi kiểm nghiệm mẫu nhé. Kiểm nghiệm mẫu thì cái chi phí là 3,5 triệu trên một lần và thời gian chờ đợi là từ 3 cho đến 7 ngày tại Việt Nam luôn. Thì các bạn cần thêm những thông tin gì thì có thể liên hệ trực tiếp với mình sẽ cung cấp thêm thông tin cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Và nếu mà các bạn thấy video của mình có ích thì các bạn hãy bấm theo dõi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Xin chào.